là con tư ra sao con? Phải vừa nãy con đi vào đây à? Đi vào làm hết rồi này. Tu như vậy thì nó tạm thôi chứ chưa phải không? Vì cái Phật pháp đó, thì từ cái pháp này thì tu nó phải lên cái pháp khác để mà nó kéo dài cái thời gian, chứ không phải là mình giữ cái tâm bất động, không phải là được tự đó mà mình giữ nó, mình tăng dần lên, mình phải chuyển qua cái phương pháp khác. Ví dụ như bây giờ con tu thì cái pháp thường thường là con giữ cái tâm mình bất động, yên lặng, thanh thản, tỉnh thức, khi có niệm được không xả, không có xả. Bây giờ nó có dài được một hai tiếng đồng hồ thì nó không đúng pháp đâu. Cái nhất mà chúng ta giữ cái tâm mà để mà xả đó, khi mà nó không niệm, không nhá một cái niệm nào hết, hoàn toàn nó bất động thanh tạng hay là như từ 30 phút thì chúng ta chuyển vào cái pháp khác, pháp khác để mình tăng giờ thôi. Chứ còn mình tăng giờ ở trên cái pháp đó thì mình sẽ không có đi tới đâu hết, mà nó ở trong cái trạng thái khi nó hiện ra các cái tướng trạng thái tự, nó rất khổ cho con. Cho nên nó không có, bởi vì chỉ có trên pháp tứ niệm xứ nó mới quét những cái tham sân si mạn nghi như thế. Cái pháp tứ niệm xứ thì nó mới quét được cái đó. Còn cái tứ tính cần mà các thích mình như con mà giữ tỉnh thức để mà tu để mà xả tâm thì đó nó nằm ở trên pháp tứ tính cần. Còn cách thức mà thầy dạy với thầy là nhiếp tâm an trú, để rồi do cái sự nhiếp tâm an trú được rồi thì bắt đầu đã cũng khi mà an trú rồi thì phá trực sạch cái hôn tầm thiền nhiên thì mới bước vào tứ niệm xứ để quét như thế. Nó còn nếu mà không có tu tập nhiếp tâm an trú thì phải tu tập tứ chính cần. Mà tứ chính cần thì đó là cái trường hợp mà con ghi trong này là tu tứ chính cần. Còn tôi cái giai đoạn đầu của tứ chánh cần thì được rồi, nó bắt đầu bây giờ nó từ đây nó chuyển ra để rồi kiểm tra lại con để xem coi con có được cái trạng thái mà nó bất động, yên lặng, yên tâm, sắc thanh thản hay là yên thường, có dài cái thời gian từng thời cho 30 phút thôi cũng cần được rồi. Mà 30 phút hoàn toàn nó được yên lặng bất động á thì chuyển qua cái thứ niệm xứ, chuyển qua thứ niệm xứ, thì chuyển qua thứ niệm xứ thì triển khai trên cái phần mà coi thì còn bị hôn trầm tự nhiên hay không. Mà nếu mà không còn hôn trầm tự nhiên nữa thì coi như là con vào tứ niệm xứ thì phật được. Còn nếu còn hôn trầm tự nhiên thì chưa được sử dụng cái phương pháp phá cho sạch hôn trầm tự nhiên. Vì vậy hôn trầm tự nhiên mà ngồi mình tu mà như con giữ cái tâm bất động của con đó, nó không có hôn trầm tự nhiên, rất khó mà hôn trầm tự nhiên nó đánh con gột á. Cho nên vì vậy mà trong cái vấn đề mà con đi á, như vậy thì rất tốt rồi. Rồi sau khi ở trên tứ niệm xứ mà khi mà kéo dài được cái thời gian bất động, cũng như con thấy hai như trong này là 20 tiếng đồng hồ phải không? Dạ con muốn là từ 2 giờ sáng đến 10 giờ khuya đấy. Thì trong cái thời gian dài như vậy mà con giữ cái tâm bất động của con thì nó luôn luôn nó hoàn toàn nó không có hôn trầm tự nhiên, không có gì hết, thì người ta đưa con đi qua cái vấn đề tu các pháp khác rồi. Các pháp thành nghiệm để luyện nội lực. Nó không phải là chỉ có đứng cái tâm ở chỗ này, tâm bất động, nó không có vọng tưởng, không có hôn trầm không đâu, mà đi đến cái mức độ người ta thấy cần bây giờ phải luyện cái pháp nội lực để tạo cho có cái tứ thần túc, bốn cái lực như thành, dành cho mình muốn sống chết hồi nào mình sống chết, mình muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, nó có lực như thần mà, nó có cái nội lực tức là dục như ý túc á, cái muốn như ý mình. Mình muốn nó sao thì cái thanh tâm mình nó làm theo. Và mình định như ý thức là muốn nhập cái định nào thì nó làm theo cái định đó. Không gọi là định như ý thức. Không gọi cho mày xem. Con tu chỉ được 3 ngày thôi, chứ mà từ kéo dài thời gian như vậy, 3 ngày là ngày thứ 4 nó mệt buồn ngủ. Thế con dừng lại ngay. Đó thì tức là nó còn chưa, coi như là nó cũng có cái căn bản nhưng mà nó chưa đứng pháp. Cho nên nó con kéo dài cái thời gian cái bắt đầu nó bị buồn ngủ. Con mày xem. Nhiều bất cứ lúc nào mày hay mà ngày xưa là bây giờ chỉ cần ngồi yên một chỗ này, ngồi chơi thôi, nó cũng bảo phải tỉnh thức một tiếng đồng hồ đấy. Từ khi người đoàn nói đảo ngày xưa ra và khi nhận được ra cái cách thức tu tập cảm giác bằng sự cảm nhận chứ không phải là theo một hành động nào á, thì dù ban nếu mà theo mắt thì ban đêm nó không có ánh sáng thì làm sao mà theo mắt được, mày thấy phải không ạ?
thì đó, từ đó đi thì bất lúc nào con muốn con chỉ là ngồi giữ tâm thể thức thứ 30 giờ thì nó im phát như thế rồi. Thì cái đó làm cái nhưng mà con dám tu nhiều, nhưng mà con cứ tu nhiều là ngủ. À, bởi vì cái hồi đó, bởi vì mà cái con cứ ở trong cái pháp đó, con tu làm sao nó tăng lên được? Hả, tu nhiều là ngủ ngủ. Người ta phải đưa con đi qua một cái pháp khác. Tu nhiều là mệt sao rồi? Nó mệt đó. Rồi sau này con mới đi, con giả vờ đi làm các giả vờ con không tu gì cả, đi làm mọi việc bình thường xem nó nhào. Con sợ chế. Vì đó mình coi như là nó trong cái thời gian đó nó coi như là nó buồn ngủ là nó bị hao cái năng lượng của con. Chứ còn cái khi mình đã ăn cú rồi thì nó không hao, cho nên con chưa hoàn tất được cái giai đoạn mà ăn cú mà nó không hao thì tức là nó sẽ không có buồn ngủ, còn nó hao nó mệt nó buồn ngủ, cho nên con tăng thêm giờ lên là con bị buồn ngủ rồi. Nó mệt nhọc cái cơ thể của con, nó buồn ngủ. Cho nên không biết pháp thì lý đường rồi, hết biết đường đi rồi. Còn người ta biết pháp thì người ta bây giờ cái pháp đó tu tới đó rồi, người ta chuyển con sang một cái pháp khác. Cái pháp khác đó, nó mới cho con quyền con tăng lên cái thời gian. Chứ còn nếu mà không có cái pháp khác thì con chỉ đứng đó dậm chân thôi, chứ nó không đi tới được nữa. Bây giờ nó bị cản trở là bây giờ ví dụ con tăng lên bị buồn ngủ rồi, thì không cần tự nhiên ngủ. Không bị thầy là thầy dạy con mong sao ấy là sống được, tức làm chủ tâm, tức là suốt ngày đêm lúc nào tâm tỉnh thức an trú. Cuộc đời con tu hành con chỉ mong vậy thôi từ xưa đến giờ ấy. Cái đó nó phải ở trên tứ niệm xứ rồi con. Con không ở trên tứ niệm xứ. Dù ai có thể hiện cái gì con không ham. Mà con nghĩ rằng chỉ có tâm đi được nữ pháp thì mới thì cái mầm nó mạng mạch Phật pháp mà thầy đã bỏ công dựng ra ấy, thì chúng con cũng là người mà nói lên cái hạnh sống theo thầy cũng không được điều gì cao siêu, nhưng ít nhất phải được hạnh sống, đó là tâm nguyện của con. Nhờ, thì cái đó là cái tâm bất động, cái chân lý. Vâng, con chỉ mong được như vậy thôi thầy ạ. Thì cái đó là cái chân lý của đạo Phật, mà chân lý đạo Phật thì nó phải ở trên tứ niệm xứ, nó mới kéo dài 7 ngày đêm đó. Chứ không phải là trong 1-2 giờ đâu. Đức Phật nó 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. 7 ngày đêm, không cả đêm rồi. Cả đêm luôn đó. Tức là ngủ, nhưng mà con ngủ nhưng mà không, tâm, ngủ. Tâm thì thức chứ thầy. Tâm nó tỉnh thức. Cho thân nó ngủ chứ thầy à. Cái thân nó ngồi bất động mà, nó an trú một cách lạ. Nhưng cho thân nó nằm chứ thầy. Nó không có làm gì hết, nó ngồi yên lặng, nó bất động. Yeah. Nó không nhúc nhích gì, nó an trú. Bởi vì nó cái phương pháp mà tập an trú á, khi nó an trú rồi thì cái thân tâm nó bất động luôn. Nó kéo dài mà mình rất tỉnh chứ không phải là mình không biết cái gì phải là xung quanh biết hết. Nhưng mà nó không có duyên theo cái gì hết. Nó ở trên pháp tứ niệm xứ, nó luôn luôn biết hơi thở ra vô của nó một cách rất nhẹ nhàng. Chứ không phải nó quê, nó biết, nó định ở trên thân, nó biết hơi thở ra vô. Nhưng mà không có gì mà đánh mất hơi thở nó được hết, mà hơi thở nó rất nhẹ nhàng, tự động. Nó không phải là mình vận dụng hơi thở, mình tập trên ức chế, mà tự nó định trên thân nó được. Tức là nó ở trên tứ niệm xứ, nó quán thân. Nó trên thân quán thân, trên thân quán thân, nó quán thân, quán tâm, quán các pháp, quán thọ đó. Cho nên nó hoàn toàn nó an trú nó ngầm, nó quét cái như thế. Cho nên khi 7 ngày đêm á, thầy chỉ cho nó 6 giờ đồng hồ. Mà 6 giờ đồng hồ thì một ngày đêm thức dễ dàng, một ngày đêm thức dễ dàng thì 6 giờ đêm đồng hồ mà tỉnh thức là tỉnh thức đó không? Tỉnh thức mà không ác pháp không xâm nhập được. Không xâm nhập dạ. Rồi một giây, rồi một giây không được phải không? Dùng một giây cũng không được. Dạ. Con biết chuẩn bị xuất hiện thì bắt đầu xuất hiện là mình đã biết rồi thầy. Có phải không thầy? Biết rồi, biết được. Không phải là xuất hiện 2-3 giây đâu. Chuẩn bị xuất hiện là biết và biết là nó mất. Cho nên nó còn có bài thầy thức nghiệp. Cái ác pháp đấy là những cái thói quen của nghiệp của tâm thầy ạ. Cái đó là cái nghiệp tham sân si của vâng, con. Vâng. Cho nên nó phóng ra. Bài thầy là nếu như bây giờ bài thầy phải mướm một ngày, nếu như chỉ tầm một ngày không thôi, mà tụ đến 5-6 tiếng ấy, mà tầm tư vị thức dù là ngồi hay đi đến mà bài thầy là quan tâm được, nhưng mà đến mấy ngày thì không được thầy ạ. Không, nó từng lần lượt. Tại vì nó chẳng hạn bây giờ người ta cho con ở trên cái pháp tứ niệm xứ rồi, mà con biết pháp tứ niệm xứ thì luôn luôn cái tâm con nó sẽ quán nó trên thân con rồi, tự nó quán tức là nó bất động, nó thanh thản lạc được sự thì nó phải tức là nó không đắc ý nữa thầy nhỉ. Nó không có đắc ý đâu. Vâng, không đắc ý nhưng mà tự tỉnh giác.
tự nó tỉnh giác, tức là tự cái nhìn, tự nó có sự cảm nhận, nó cảm nhận tự nó, tự cảm nhận và tự hiểu biết, nó hiểu biết tự nó hết, cái gì cũng tự nó, chứ mình không có nhắc nhở nó. Mình nhắc nhở nó là nó còn cái phương pháp nhiếp nhiếp tâm. Vâng, mình thấy nhiều lúc con thấy có như thế này, tức chỉ cần là tác ý một lúc thôi, xong là mình buông á, mình buông rồi thì bắt đầu nó ở đó, tự nó kéo dài ra. Dạ. Nhưng mà nếu mà mình không biết đó, mình cứ để tự động nó tăng lên, chứ còn mình thì có gọi tăng, mà mình thấy nó an trú quá mình theo nó đó thì mình bị hao sức, còn mình không theo, mình cứ ví dụ như mình tu một giờ là cứ một giờ cho mình, khi mà tác ý xong rồi cái vô đó rồi cái đúng giờ xả ra, thì mình biết rất rõ là mình xả ra trong một thời gian thuần thục là bắt đầu nó thuần thục, tức là nó quét được những cái tham sân si của mình ra nhiều rồi, cái mình tăng lên thấy nó nên. Chứ đừng có thấy bữa nay được ngày mai mình quét nó bị hoàn toàn tự nhiên là nó còn tâm sư, nó chưa quét, chưa quét nè. Cho nên tiếp tục cứ như vậy mà ở trên tứ niệm xứ mà tu, mà tu chứ không có dùng cái hơi thở, dùng cái gì miết hết, nhưng mà tự tâm nó ở trên hơi thở, nó nhẹ nhàng, nó biết hơi thở, nó cảm nhận cả thân, nó sẽ không phải riêng nó hơi thở. Bây giờ nếu mà tu hơi thở thì bám theo hơi thở thì nó ức chế, nó bị ức chế, nó thành tựu. Cho nên người ta tu hơi thở có con chưa tu hơi thở bao giờ rồi người ta bỏ. Hiện giờ con tu không tu hơi thở thì con viết là thầy viết là tu bắt đầu từ tứ chính cần ngăn ái diệt ái, chỉ giữ cái tâm bất động thanh thản là chưa tưởng gì. Thời gian nên con đi vào bây giờ tất cả những cái niệm này nó không có nữa, nó không nhá nữa, mà nó thời gian nó có thời gian hạn định của nó. Nhưng mà không, con không ngờ là nó mình đạt được cái chất lượng nó từ 30 phút đến 1 giờ thì mình chuyển qua cái tứ niệm xứ rồi. Mình chuyển qua tứ niệm xứ, mình phải tu theo kiểu tứ niệm xứ chứ không phải tu theo tứ chánh cần nữa. Cho nên nếu mà con tăng lên bị niệm nhá là con bị hư rồi, bị hư tứ niệm xứ rồi, tu giờ không đúng tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là không có niệm nữa, nghĩa là không có niệm, mà bây giờ cái sức của mình bây giờ ở trên tứ niệm xứ nó chỉ có 1 giờ, mà con tăng lên 2 giờ là con có niệm, thì coi như con lui trở lại con tu tứ chánh cần rồi, hãy có niệm nhá vô là con tứ chánh cần. À, mình phải biết. Thì cho nên vì vậy mà khi mà ở trên tứ niệm xứ người ta tu thì người ta lượng cái sức của người ta để hoàn toàn nó không có niệm á, chứ mà để có niệm là không được á. Rồi bắt đầu bây giờ nó từ có 1 giờ đó mà mình tập dần thuần thuộc 1 giờ, chứ không được tăng, không được mình tăng bậy lên nào, hư chuyện hết. Hãy nó nhái vô là con hư rồi, hư cái pháp tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là hoàn toàn không niệm, chứ còn có niệm thì không được. Chỉ có tứ chánh cần thì nó có niệm, có niệm rồi mình xả. Còn cái tứ niệm xứ thì nó không có được quyền xả gì hết. Tự nó khắc phục tham ưu của nó, khắc phục những cái tham sân si nó thôi. Cho nên khi mà tiến tới tứ niệm xứ rồi thì mới con đường mà con mới giữ gìn được cái tâm bất động thanh thản là vô sự con. Chứ còn cái pháp tứ chánh cần thì không giữ được. Cho nên vì vậy mà hiện giờ con chưa nhận ra được mình đang ở tứ niệm xứ hay tứ chánh cần. Vì nó còn niệm, rồi nó còn bị hôn trầm đánh vô là bị nó lui lại. Vì mình quá cái sức của mình, nó không ở trong tứ niệm xứ. Cho nên bây giờ theo thầy thấy á, bây giờ thì con nên ở trên tứ niệm xứ mà bắt đầu tu chỉ 1 giờ thôi rồi xả rồi tới tu 1 giờ rồi xả. Rồi bắt đầu đó một giờ ngồi chơi không như này, xong là để tự nhiên coi như không mình thích ngồi thì kiểu gì thì mình ngồi, mày ngồi kiểu gì cho nó gọn gàng và theo cái đặc tính của mình ấy. À. Xong là có nghĩa là cứ có niệm đến thì mình biết ngay. Ừ. Chứ không có xả thôi ạ. Cứ có niệm đến là biết ngay. Cái đó là không có niệm thì là thanh thản, coi như không đã ôm cái gì cả. À, cái không đó là mình tu về cái định thư giãn. Dạ. Cách thức đó là cách thức thư giãn. À, thế là. Còn cái này nó không có niệm, không có xả nữa. Dạ. Vô tu rồi, dạ. Nó tắt ý rồi, bắt đầu nó vô cái nó bất động rồi thì không có bao giờ niệm kẹt ngay. Đúng dạ. Giờ xả ra. Dạ. Chứ còn mà tăng nữa thì có niệm á. Dạ. À, mình xả. Mình tập bày thầy 1 tiếng như vậy xong rồi. mình lại buông, nhưng mà khi mà buông nơi mình có đi lại thì nó vẫn cứ tỉnh thức ở trên đầu. À, nó tỉnh thức đầu mà nó tỉnh dậy tốt chứ không mình sao. Coi mình giả vờ mình không tu. À, nhưng mình không có tu. Mình giả vờ vâng mình giả đời. Cái thần kinh nó phải làm việc đấy. Nó trong khỏe. Nó tự có cái niệm gì á thì tự nó xả. Tự nó biết ngay rồi. Tự nó biết ngay nó xả. Chứ không biết là không bảo nữa mà tự nhiên. Ừ. Những bình thường thì không sao, chân chu không sao, nhưng mà có một cái hiện tượng gì đấy thì tự nhiên nó báo. Tức sự tỉnh thức nó báo. Thì do đó tới giờ mình tu tứ niệm xứ thì hoàn toàn là không niệm. Dạ. Còn tới cái giờ mình xả ra thì nó có niệm thì cái tâm của mình nó tự nó xả. Chứ mình không có tu, bởi vì mình tu tứ chánh cần nó quen rồi. Có niệm là tự nó xả, nó thấy những cái tâm. Mà cái đó là cái con xả ra, con ngồi chơi chứ không phải tu. Còn cái tu con mà khi vô tứ niệm xứ rồi thì hoàn toàn là bật luôn, không có cho cái niệm nào mà vô được.
Bởi vì cái sức của con bây giờ đó, con tác ý rồi á, thì nó bất động, nó thanh thản lại cho sự, thế nó kéo dài một tiếng hồ. Thì con tiếng hồ đó xong rồi xả ra, chứ con tăng lên nó có nhiều những giá nữa thì không được. Không được. Thì cho nên tu một thời gian vậy đó, có là tăng lên giờ rưỡi. Con tăng lên giờ rưỡi cũng ở trong cái chỗ bất động tâm. Bất động nó không có còn cái niệm gì kẹt vô được hết á. Thì đó là bất động. Sau khi giờ rưỡi rồi thì xả ra nghỉ. Thì nghỉ, khi mà mình nghỉ, cái nói nghỉ cái sự thật ra nó cũng đang tu đó. Dạ. Chứ không phải là nghỉ. Dù khi mà nghỉ thì tự nhiên nó vẫn nhận thấy rằng sự tỉnh thức. Tự nhiên không có gì thân nó cũng vẫn y như mình tu vậy, nhưng mà mình nghỉ. Vâng. Tôi không có. Cả là nghỉ một tiếng thôi. Nghỉ một tiếng. Rồi một tiếng rồi bắt đầu bây giờ tôi trở lại tôi cứ niệm xứ là không niệm. Dạ. Nhất định có ý là không niệm vô. Dạ. Thì lúc bây giờ nó không niệm vô. Sau đó cứ tập dần dần. Cứ tăng dần lên cho tới 6 tiếng đồng hồ. 6 tiếng đồng hồ thì một ngày đêm con thấy không buồn ngủ. 6 tiếng nằm ngày không buồn ngủ. Rồi, 6 tiếng đồng hồ. Tức là khi 6 tiếng đồng hồ mà ngày nào cũng được như thế đấy. Ngày nào cũng được. Phải là ngày được hay không đó. Không được, ngày được ngày không. 6 tiếng. Sau khi mà 6 tiếng mà thuần thục rồi đó thì bắt đầu một ngày một đêm. Mà đã khi mà thầy gọi khi mà tâm đã an trú thì ở không gian nào cũng được hết, nó không phụ thuộc không gian nữa thầy. Ở không gian nào cũng được hết. Nó không phụ không gian, phải ở rừng ở đảo nó không phụ, nó không bị lệ thuộc vào cái không gian và không lệ thuộc thời gian. Nó không lệ thuộc buổi sáng trưa chiều lúc nào được hết, lúc nào nó cũng đạt được. Vâng. Thế còn nó lệ thuộc thời gian không gian của nó thì không được. Dạ vâng. Vâng ạ. Con thấy thế đó. Thì nó phải bắt đầu bây giờ nó phải biết cái trạng thái của tứ niệm xứ. Là cái trạng thái hoàn toàn vô bất động tâm, là không có sẹt cái niệm nào, đó là trạng thái tứ niệm xứ. Còn tứ chánh cần thì còn có niệm, mà có niệm thì tự nó xả. Bởi vì mình đã tu từ lâu cái đó rồi. Dạ. Con bảy thầy, con thấy khó nhất là biết cách thức nhận ra cả, biết cách cảm nhận cái sự tỉnh thức đó thôi. Đúng rồi. Mà không cần phải phụ thuộc vào hành động nào cả. Chứ là nhưng mà thường là phụ thuộc ánh mắt thầy nhỉ. Ánh mắt mình nhìn tới luôn nó nghiêng thì thường là ánh mắt vào thầy. Đúng vậy. Ánh mắt là nhiều nhất. Đúng vậy. Nhưng mà chính ở trong cái đầu của mình. Nhưng mà khi bóng tối trời tối này thì mắt không nhìn thấy thì con mới thấy rằng là chính ở trong cái đầu của mình. Trong cái đầu á. Kể cả mình ngồi yên, mình đi lại thì phụ thuộc trên tay, mình ngồi yên thì thấy nó khi hơi thở. Hơi thở. Đúng vậy, thầy. Đúng vậy. Nó theo cái quạt. Cái khó nhất là cái cảm nhận ra được cái sự tỉnh thức ấy, thầy. Nhận ra cái cách thức ấy. Đúng vậy, cái đó đúng rồi. Nhưng mà phải biết mình đang ở cái pháp nào tu nè. Con chưa biết rồi. Bởi vậy khi mà nó còn gì điện, con thấy con cũng ở trong cái thức tỉnh thức rõ ràng, cho nên cái niệm nó nháy vô con biết liền. Nhưng mà nó thuộc về cái biết chánh cần. Dạ. Cái chánh cần thì nó còn niệm, cho nên mới gọi ngăn á diệt á. Thì thầy, nhưng mà con thấy là cũng tâm cũng thấy không còn làm gì làm. Thì nói đương nhiên mà tứ chánh cần nó. Ngày xưa con cứ sợ tu không được này. Cứ sợ thức dậy một cái là nó hắn đi tu đi. Không, bây giờ nó được rồi. Ngày mình nhìn được cái phần gì cũng sợ hãi lắm, bởi vì chỉ sợ mà, bởi vì cái dương của mày thầy là nhìn lại nhớ là cái ký ức gì đấy. Hoặc là âm thanh một tiếng chim bịp kêu ấy, nó con đau lòng lắm. Con đau lòng khổ tâm lắm, nhưng bây giờ vẫn biết nhưng mà không thấy cái gì cả, không bị đau. Và nhiều khi con còn cố ý nhớ là cái gì quá khứ ấy. Như ngày xưa thì rất sợ vọng tưởng, con cố ý nhớ là cái gì đấy nhưng mà nó chẳng thấy cái gì cả. Còn con dừng lại thì thôi. Con không tự nghĩ, muốn nghĩ cái gì nó nghĩ, mà không nghĩ thì nó cũng tự nghĩ đấy. Đó thì bây giờ con muốn tăng được cái thời gian mà dài lên á thì phải tập ở trên tứ niệm xứ. Còn xả ra là ở trên tứ chánh cần, có như vậy thôi. Mình xả ra thay vì người ta nói nghĩ thì xả ra nó đang ở trên tứ chánh cần. Dạ. Còn vô tu á thì tứ niệm xứ để lần lượt tăng dần lên cái 6 tiếng đồng hồ hoàn toàn bất động, không có niệm xẹt nào mà rất tỉnh ngơ. Có bây giờ mà thấy rằng thích tu lắm vậy, siêng năng lắm, mà nó tiếc, mà nó ham, nó vui vẻ hơn hoa lắm vậy, mà thích lắm, không muốn mất đi một giây nào. Đúng vậy. Mà chỉ cần mất đi 2 giây là còn là không được rồi thầy ạ. 2 giây tức là có niệm, cho nên là chỉ thích suốt ngày đêm như thế đấy. mà nó hăng lắm thầy, hăng mà không biết mỏi mệt. Rồi cái đó là nó thuộc về tinh tấn giác chi. Dạ. Cái đó là tinh tấn giác chi nó xuất hiện. Dạ. Nó làm cho mình ham tu lắm, thích tu lắm, siêng năng tu, nó không có còn lười biếng nữa. Mình phải mà khi vậy cũng không thích cái gì ở thế gian đấy. Nó hết rồi, nó chỉ tu không bởi cả cả ngay thân thể không để ý nó. Và cảnh vật, cái gì đồ vật hiện hữu cũng không cần thiết, không quan tâm nó thầy.
lúc bây giờ rồi nó đang ở trên tứ niệm xứ thì nó đang quay vô cái tâm của nó, mà cái tâm nó là cái tâm bất động, cái trạng thái bất động của nó rồi, nó thích hơn là tất cả những cái khác ở trên đó. Cứ bây giờ như vậy, hai ngày mới ăn một lần không đói rồi. À, lẽ đương nhiên là phải nói bảy ngày đêm mà người ta ngồi tứ niệm xứ người ta không thấy đói cá gì, không thấy buồn ngủ gì hết. Thì con thử mấy lần rồi, con bảo con hai ngày con ăn xong quất tự nó trạng thái không bị run chân tay, không mỏi mệt. Bởi vì nó từ cái pháp của nó này, nó có sinh ra cái năng lượng ở trong người của mình, nó không đói cái cho nên tu mà thầy thấy nó từ cái chỗ mà tứ tướng cần năng án diệt ác, để rồi sau đó mình đi dần tới tứ niệm xứ. Cái dạng của con là cái dạng nó muốn bước qua tứ niệm xứ chứ chưa trọn vẹn ở trên tứ niệm xứ, cho nên hãy con tăng dài ra thì con bị rồi, chứ bị không biết cách á. Dạ. Nó không biết cách, cho nên vì vậy mà nó dậm chân tại chỗ, nó trì trệ, nó không tới được nữa. Đấy. Cho nên nếu mà biết cách á, thì bây giờ con ở trên tứ niệm xứ lâu rồi chứ đâu. Bây giờ 7 ngày 7 đêm bất động rồi. Mày thầy là con không có một cái mộng là phải tu tập cái gì cao siêu thầy ạ. Mà vì theo thầy là một người vĩ đại, nhưng mà kể cả thầy có sĩ ẩn thông, con cũng không có ham. Thấy đâu con mà nhóm cần vâng, con không có ham, như con biết con nhóm cần, nhưng mà có điều kiện tha tâm ấy, nhưng mà con chỉ thấy rằng là cái buồn ấy mình cũng không có làm sao mà chứ thấy vui ấy, cái lúc thanh thản vô sự ấy thầy, con cũng không thích cho thầy, mà khi mà tâm thân chính thức rồi đấy, con cũng không chạy theo thầy. Nhiều khi mới đầu thì nó thanh thản là chính lắm đấy. Không, nó coi như là thanh thản an lạc vô sự đó. Dạ. À, mới đầu là tại vì nó còn cái sức tưởng hy lạc đó. Dạ. Nó làm cho mình thích. Vâng. Con nó xong đồ hơi thở thế. Rồi sau đó thì coi như là nó không phải, nó bởi vì cái trạng nó bất động rồi, nó không còn cái dục thích gì nữa. Dạ. Nhưng mà nó rất là an ổn của cái thanh tâm của mình. Dạ. Chứ nó không còn cái sức tưởng hy lạc. Dạ. Còn sức tưởng hy lạc đó là bị tưởng dạ. lạc. Cho nên nó thích cái gì đó. Còn cái này là tại vì nó ở trong cái trạng thái đó hoàn toàn, nó không có bị ác pháp, nó không có làm cho nó có cái phiền não đau khổ hay là sợ hãi lo lắng, cho nên nó luôn luôn nó thích tu, nó thích ở đó thôi chứ không có cái gì. Cho nên vì vậy mà trong cái vấn đề này thì nó phải, khi mà căn cứ vào cái tâm của mình được thì nó phải tăng vào một cái pháp khác, tăng vào cái pháp khác, để rồi từ ở chỗ cái pháp khác đó nó mới bất động tâm, nó mới là giữ gìn bảo vệ cái chân lý của mình. Bởi vì cái chân lý, bảo vệ cái chân lý của mình là tâm bất động thanh thản là như sự, chỗ đó nó không có tham sân si, mình bảo vệ cái chỗ đó. Mà giờ bảo vệ nó con được nửa tiếng năm tiếng, mà hễ mà tăng lên nhiều thì nó bị ức chế, thì nó mới lòi ra cái mặt của nó là hôn trần thùy miên, nó bị ức chế. Cho nên nó không phải ở chỗ cái pháp tứ chứng cần mà có thể đi vào cái rút ráo được, cho nên mình phải chuyển qua cái tứ niệm xứ, để rồi từ tứ niệm xứ nó tập cho nó hoàn toàn, cho cái đầu óc con nó hoàn toàn là nó không hoạt động, nó không hoạt động nữa, nó không hoạt động bằng cách là nó bất động. Cho nên nó bất động, tâm bất động thanh thản là như sự đó, thì nó mới là ở trong cái chân lý của nó trọn vẹn, nó mới bảo vệ, nó giữ gìn cái chân lý nó trọn vẹn, nó bảy ngày đêm. À, nó bảy ngày đêm á thì bảy cái năng lực của thất giác chi á, bảy cái năng lực nó sẽ xuất hiện, kinh an giác chi, định giác chi, hỷ giác chi, xả giác chi, đều là nó xuất hiện, tập pháp giác chi nó xuất hiện đầy đủ. Mà khi đầy đủ rồi đó thì bắt đầu người ta đưa vào cái pháp thân hành niệm, nó đưa vào pháp thân hành niệm để cho mình rèn luyện cái ý thức lực. Nó không phải là thành thân hay cái pháp gì hết, bởi vì cái mục đích của nó phải đủ cái đạo lực để cho chúng ta làm chủ thân thân. Con muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Chứ còn nếu mà con không có đủ cái đạo lực thì con không thể làm chủ được cái chết của con. Con muốn chết thì nó không chết, nó cứ thở hoài. Mà con không có đủ đạo lực thì con đuổi bệnh nó không đi. Con có đủ đạo lực thì con bị cảm sốt rét hết rồi. Thầy nói khi con bị cảm sốt rét thì chỉ làm tâm không dao động thôi, nhưng mà thân đi lại nó vẫn mệt mỏi rồi. Cảm bị đầu cảm sốt rét, cảm sốt rét tâm không tâm thì con luôn luôn con bám chặt vào tỉnh thức như thế, nhưng mà cảm giác thì lại dễ tác ý hơn đấy, và đi lại thì lại dễ tỉnh thức hơn bình thường. Nhưng mà thấy thân nó vẫn kịch quệ đấy, nó mỏi mệt. Vâng. Nhưng mà con biết dùng cái phương pháp tác ý đó, con an trú được, con dùng phương pháp tác ý, con đẩy nó đi bay ra hết, nó sẽ khỏe, nó không còn mỏi mệt. Con nhanh lên đó, bây giờ nó con biết tăng được rồi,
nhiếp tâm tức là nhiếp tâm trong cái trạng thái bất động tâm của mình rồi. Yeah. Nó từ 30 phút 1 giờ là con có thể đẩy lui bệnh. Do đó chỉ cần dùng cái pháp như lý tác ý là cái bệnh gì ở trong thân con cũng đẩy ra được. Rồi nó mỏi mệt, nó làm khó chịu. Mặc dù là con bám giờ ở trong cái trạng thái bất động đó thì cái sự đó nó không tác động được con thôi, nhưng yeah, mà thân con nó vẫn mỏi mệt. Con không biết cách đấy. Do nên vì vậy mà biết cách thì đẩy nó ra, nó đâu có mỏi mệt nữa. Tức là mình làm chủ được cái bệnh. Con mình là khi ở trạng thái tỉnh thức dài lâu đấy thì con nó có cái cảm nhận đấy, là cảm nhận thế là nếu mà lúc tức là sống trọn vẹn được như thế này mãi mãi đấy thì đúng thật là không còn còn một cái không còn một cái gì trên đời làm khổ mình tâm mình được nữa. Và dù mình cũng vứt cái thân này đi ở bất cứ xứ nào ấy, thì không có một cái gì mà luôn mình sống với cái nội tâm đó đấy. Tức là khi ở trạng thái đấy nó có một cái nó luôn luôn tỉnh thức, nhưng luôn luôn có một cái sự cảm nhận thế. Nó cảm nhận và nó mở, nó vỡ lẽ rất nhiều thứ vậy. Đúng rồi, vỡ rất nhiều thứ đó. Nó nhận ra được, bởi vì nó không còn có cái sự tham sân si trong tâm của mình, cho nên nó không có tương ưng với ai hết, cho nên hoàn toàn nó chủ động mà. Dạ. Nó chủ động chứ nó đâu có bị động nữa. Nó dạ, bị động rồi. Cho nên vì vậy mà nó phải tiến tới, chứ nó đâu phải còn nằm ở trong cái thời gian mà nó còn tới lui đâu. Tới đến khi mà không cần thiền nhiên nó không còn nữa mà. Dạ. Thầy nói bây giờ mấy con mà thức 3-4 ngày thì coi như nó gục á. Dạ. Còn cái này người ta thức 3-4 ngày coi như không có cái gì hết. Vì trên tứ niệm xứ nó mới đạt được cái mức độ đó. Phải, bây giờ nó phải tập ở trên tứ niệm xứ, tập trên tứ niệm xứ là bắt đầu 30 phút lên 1 giờ. 1 giờ rồi tăng lên 1 giờ rưỡi, rồi 2 giờ lần lượt cứ tăng dần lên ở trên tứ niệm xứ. Chứ không được tăng dần ở trên tứ chánh cần, bởi vì tăng dần ở trên tứ chánh cần là nó bị kẹt niệm. Còn tứ niệm xứ thì nó không niệm, cho nên mình tăng lên chừng nào nó lại không niệm. Thì lúc bây giờ hoàn toàn cái chân lý, cái trạng thái chân lý thanh đạm là vô sự, nó luôn luôn nó sống với con. Con với nó là một, không có hai nữa. Dạ. Đó là cái kết quả của tứ niệm xứ mà nó đưa đi đến cái chánh niệm nó như vậy đó. Dạ. Không đồng thời nào. Nhiều khi là gần như không tác ý gì cả, coi như mình đâu sống, có tác ý nữa, mình sống, mình sống mà mình tự nhiên như thế này. Tự nhiên và làm việc cái thói quen theo vẫn là hiểu biết, vẫn là nghe nhìn mọi cái ấy. nhưng mà thấy tâm tỉnh thức ấy, không tác ý mà nó cứ tỉnh thức, không cần dùng pháp tác ý nữa. Đã. Bởi vì ở trên tứ niệm xứ mà tác ý thì nó là nó bị động, nó mất tứ niệm xứ rồi. Tứ niệm xứ cái niệm thanh tịnh của nó là cái niệm của chân lý của nó rồi. Dạ. Cho nên vì vậy mà không có cần dùng cái pháp tác ý nữa. Dạ. À, chỉ con bây giờ ở ngoài con chưa có vô được tiếp trạng thái tứ niệm xứ gì thì con mới dùng cái pháp tác ý, ý thức con tác ý bảo nó vô đó đi. Mà khi tác ý rồi thì nó đã vô rồi đó thì coi như là không tác ý nữa. Dạ. À, suốt 30 phút 1 giờ 2 giờ cũng không có một cái tác ý nào mà xem. Dạ. Để mà con khởi tác ý là nó đã trở về tức chính cần rồi. Dạ, dạ, dạ. Nó không còn ở trên tứ niệm xứ nữa. Vâng. Tức là luôn luôn cảm nhận thôi đấy. Nó cảm nhận cái biết qua ánh mắt thôi đấy. Nó cảm nhận qua cái ánh mắt. Dạ. Nếu mà trong ban đêm thì nó qua cái đầu. Dạ, vâng, nó vâng, nhận vâng, ra. Dạ, vâng. Chứ còn nó không phải là qua cái tập trung của mắt được nữa. Dạ vâng, thì không có ánh sáng. Không có ánh sáng. Mà cho nên vì vậy mà luôn luôn lúc nào ở trên tứ niệm xứ thì mới có thể tăng cái thời gian nó lên được thôi. Dạ. Nó mới dài ra được thôi, chứ còn không có tứ niệm xứ mà con, nếu mà con cứ để cái niệm ra niệm vô thì con ở trên tứ chánh cần suốt nhiều đời, con cũng ở trên tứ chánh cần thôi chứ không đi vô tứ niệm xứ nào. Hãy có niệm là không vô tứ niệm xứ nào. Tứ niệm xứ là không niệm, đặt niệm, không có niệm nào tự xẹt ra được hết. Đó, cho nên vì vậy mà khi tu rồi người ta, ví dụ như bây giờ con ngồi tại kiểm tra con 30 phút thì trong 30 phút mà không niệm á thì tới được rồi, bây giờ cho lên tu tập tứ niệm xứ. Nhưng mà nó phải nhuần nhuyễn đó chứ thầy, để cho nó bình tĩnh, để cho nó nhuần nhuyễn chín tạm chín đó. Thì lẽ đương nhiên chứ sao. Chín, thì nó chắc chứ thầy. Thì bây giờ thí dụ như nó kỹ lưỡng lắm, bây giờ buổi tối này thầy kiểm nè, thấy không niệm nè. Cái buổi khuya thầy kiểm con mà có niệm rồi thì con ở lại tứ chánh cần tu rồi, chứ không có cho lên tứ niệm xứ đâu. Ở cái thời này mà tốt vậy, nó bị cái thời gian này tốt mà thời gian kia khác, sáng khác, chiều cũng khác, mà do đó mà mỗi cái đều là con giữ gìn tâm không xẹt một niệm nào trong cái thời gian và không gian nó không bị gì hết, thì lúc bây giờ là cho tăng lên cái giờ tới niệm xứ được. Vậy có mấy thầy mà mình giữ tâm bất động và tỉnh thức như thế thì mà tốt, chứ mà sao cứ mong tu cao hơn là gì?
cứ mong mong đâu mong. Có cao không? Vâng, cứ mong tôi cái này cái kia đấy, nó cũng là bất an vậy à? Đây là mong đó là tham đó. Có mong lên rồi. Bởi vì khi mà có cái người ta hướng dẫn á, ta dạy mình tu tiếng chứng cần là mình cứ tu, rồi người ta nghiệm thấy trong tiếng chứng cần mình và mình trình lại cái thầy bây giờ con tu tiếng chứng cần vậy mà cái tâm con bây giờ nó bất động, nó không có khởi một cái niệm nào nữa hết. Dạ. Thì người ta biết là suốt trong cái thời gian 30 phút mà không niệm á, thì cái người này thì có thể là cái người đệ tử này có thể cho họ lên tứ niệm xứ. À, bắt đầu bây giờ tứ niệm xứ đặt cho con tập thuần thuộc 30 phút nhuần nhuyễn, không có niệm, không có niệm nhuần nhuyễn một tháng hay là hai tháng, chứ không có phải là trong năm 10 ngày mà cho con lên bảy đâu. Dạ. Rất là nhuần nhuyễn rồi, nghĩa là sáng trưa chiều tối. Bây giờ thầy đặt cho con là cái không gian này nó yên tĩnh, thầy đặt cho con cái không gian chỗ đó là có cái chỗ đó là người ta hát radio. Dạ, dạ, hoặc cái chợ búa gì. Vâng. À, nó tiếng ồn áo vậy mà con vẫn bất động. Dạ. Thì người ta mới cho con vô tứ niệm xứ chứ đâu mà thầy. Con thử như vậy, con khi mà con đi thử xuống tiếp xúc thầy. Ừ. Thầy giữ là phải giữ hành độc cư, nhưng mà con nghĩ là con hiểu được ý của thầy là ý độc cư. Ừ. Và khi sống được với nội tâm, khi tâm mà nó luôn luôn nhìn thấy sự tỉnh thức như thế, được không gián đoạn đấy thầy. Ừ. Khi gián đoạn thì con không dám. Thì con đi xuống còn tiếp xúc và cũng có thể thử nói chuyện, rồi thử để đi quan sát hết tất cả những cái công việc của họ làm, rồi là xem họ nấu nướng thực phẩm để xem mình có thèm không. Ừ. Chứ đối nói chung là lục trần thế. Thì con cảm thấy vẫn là một sự tỉnh thức. Xong rồi con mày thầy là nhiều khi con cũng thử nhiều thứ thế, thử nhiều những cái hoạt cảnh ở đời thường thế. Ừ. Có thử. Còn về ban đêm nếu mày thầy là con chưa có ý là tu tập về đêm, nhưng mà cứ ngủ chắc bình thường khoảng nửa tiếng thì nó cứ có thích cái trạng thái thức giấc vậy. Thức giấc thì con lại ra ý ngủ đi, thì ngủ cứ trong một đêm mới thầy là phải nhiều lần như thế vậy. Ừ. Bởi vì khi cả ban ngày đấy cái kiểu là tu tập và tỉnh thức ấy nó quen rồi, và đêm ngủ nó không yên đấy. Ừ. Đó thì con nghĩ là phải cho con nghỉ để ban ngày làm tu tập. Cái giờ nghỉ mình cứ cho nó nghỉ đã ngoài thì yên cái quả cảm giác thức giấc đó. Ừ. Bởi vì nó cái kiểu thần kinh khi mà nó quen với cái việc đấy rồi đấy, thức á. Dạ, thức ít có ngủ. Dạ. Để cho nhà còn ngủ nữa thì mình tác ý mình nhắc nó rõ. Dạ. Nó mình tác ý để nó ngủ, nhưng mà cái điều kiện là quan trọng là ở chỗ mình tu tập cho nó có chất lượng và căn bản của nó. Ví dụ như bây giờ mình thấy cái tâm mình nó bất động được 30 phút rồi, mình không biết mình có cần tăng lên nữa không thì phải hỏi đàng hoàng chứ không được tăng đạo. Dạ, bởi vì người ta tăng đạo 30 phút thôi chứ không được hơn. Con tu tí chứng cần con cũng ở trên cái trạng thái 30 phút chứ không được hơn trên cái trạng thái đó. Vâng, đừng mà lên tứ niệm xứ rồi bắt đầu người ta cho tăng lên 6 tiếng đồng hồ hoặc là tăng lên 12 tiếng đồng hồ, người ta cho tăng lên bởi vì cái pháp tứ niệm xứ nó có quyền tăng lên, còn tất cả các pháp khác không được tăng. Bởi vì tại sao con thấy nè, bây giờ thầy tu tiếng chánh cần nè, nó có thầy ngồi đây bắt đầu yên lặng trong một tiếng đồng hồ cũng có nè, nhưng mà tiếp tục qua cái giờ thứ hai. Yeah. Tức là giờ thứ nhất không có không chứ, nhưng mà buồn giờ thứ hai cái bóng vô mới được 5-10 phút gì đó cái kẹt niệm thì thầy mới quán thì xả. Yeah. Không, rồi bây giờ tới 1:30 có niệm thầy xả, thấy rõ ràng cái niệm nó kẹt vô mà rõ ràng xả. Nó trở về thanh thản, nó trở về bất động của nó. Nhưng cuối hai gần 2 giờ cái bắt đầu nó có niệm thì sao? Vậy thì là đấy là lúc tu tập cái hệ thần kinh của mình rồi. Ở đây đó. Còn cả khi vậy thì đấy là lúc tu tập hệ thần kinh mình cho nó quen với. Đó nó bởi vì cái đó là tứ chứng cần rồi, cho nên nó còn niệm. Còn bây giờ tứ chứng cần, con vô 30 phút không niệm chút nào hết, rồi bắt đầu con tăng lên 35 phút không niệm, 40 phút không niệm, 60 phút không niệm, tức là giờ rồi không niệm, hãy tăng lên là hoàn toàn nó không niệm, không mà hãy có niệm là coi như là nó trở về tứ chánh tầng. Yeah. Tự động cái tâm nó trở về tứ chánh tầng, nó không niệm ra, còn nó ở trên tứ niệm xứ là nó không niệm. Mày thầy thầy là lúc tác ý tu là tu thôi, chứ còn lúc nghỉ nó vẫn cứ bám theo như thế, nó vẫn lẽ đương nhiên là nó vẫn tỉnh thành nó bám chứ nó không nghĩ đi lung tung đâu thầy, nó vẫn cứ chỉ vậy. Thì đúng rồi, nó không đâu có phải con xả ra mà theo cái đời ở ngoài đời đâu mà nó nghĩ lung tung. Vâng. Xả ra nó cũng vẫn còn ở trong cái trạng thái đó, nhưng mà mình xả ra là mình không có vận dụng cái thời gian để cho nó nghỉ, để cho nó nghỉ thần kinh nó thư giãn đó, để cho nó thư giãn thôi. Thế còn là sự ra nó cũng vẫn tỉnh như thường à. Dạ. Nhưng mà nó chưa hẳn đâu. Dạ. Nó sẽ còn niệm á, chứ chưa hẳn. Chừng nào mà thật sự mà con xả ra, con vô tu mà con xả ra nó cũng không niệm,
nghĩa là tu cũng không niệm mà trả ra không niệm là nó là tứ niệm tứ rồi. Tứ niệm tứ rồi. Lúc bây giờ là không phải là tu nữa mà là sống rồi. Nó sống, bởi vì tứ niệm tứ mà nó là một cái trạng thái bất động của tâm rồi. Nó sống. Cần như là lúc bây giờ là sống với nó thì không phải là tu tập rồi. Thì đó nó đâu có tu nữa, bởi vì coi như bây giờ con đang ở trên tứ niệm tứ là con đang sống với cái trạng thái bất động. Con thích như vậy, con thích nữa. Nó sống, đang sống bất động, sống hai nhưng giờ. Mà nó cái thời gian mà sống bất động đó con sống chưa được, dạ. Cho nên nó chỉ có tiếng hồ, còn tiếng sau nó có niệm. Con chỉ thích như vậy thôi mà. À, thích như vậy thì mình phải tập cái trên tiếng niệm chứ. Cho nên thầy phân biệt cho rõ này. Bây giờ con ở trong một giờ này mà con một niệm là con còn ở tiếng niệm chứ, mà nó không niệm là con ở tiếng chứng cần, còn không niệm nó ở tiếng niệm chứ, không? Mà bây giờ con thấy một giờ mà nó còn niệm thì còn ở tiếng. Thì ở tứ chứng cần thì bây giờ con lui lại 30 phút thôi, con ở trên tứ niệm xứ nó không có niệm. Rồi con ở trên tứ niệm xứ này con tu, con tập cứ 30 phút, nhưng mà con phải nghỉ chứ con đâu có liên tục được. Con hiểu không? Mà con nghỉ thì con phải ở trên tứ chứng cần, vì tứ chứng cần nó có niệm. Con thấy rõ không? Bắt đầu ở trên tứ chứng cần nó xả nghỉ. Nhưng mà sự thật ra mình nghỉ chứ sự thật ra mình ở trên pháp tứ chứng cần, chứ không phải là nghỉ như cái người đời mà giờ không có cuốc đất nữa là nghỉ, không có cuốc là ngồi chơi. Không phải, mình không phải vậy. Bởi vì nếu mà mình ngồi chơi theo vậy thì coi như là mình chạy thể dục theo cuộc đời đó. Bây giờ thôi xả nghỉ rồi lấy cái gì đó ăn uống hay này kia, ha, đi ra nói chuyện tào lao vậy bạ đó, tụi em xả nghỉ. Nhưng mà sự thật đó thì nghỉ mà theo ngoài đời. Dạ. Còn cái này nó nghỉ ở trong pháp, là nghỉ thần kinh phải làm việc thôi. Nó không có làm việc như ở trên cái pháp của tứ niệm xứ, mà nó đang ở trong cái pháp tứ chứng cần. Nó nghĩ là nó ở trên cái pháp tứ chứng cần. Còn cái người mà mới tu họ nghĩ là họ ở trên pháp phi giác. Dạ. Điểm sáng suốt. Dạ. Con hiểu không? Dạ. Chứ nó đâu có phải nghĩ mà tuốt lúa. Tuốt lúa rồi nó chạy theo cái tâm dục của nó trở lại, nó sống với cái thế gian. Cho nên vì vậy mà người ta có pháp, người ta khi mà vào tu thì người ta tu cái định vô lậu là triển khai cái tri kiến của mình. Rồi người ta định sáng suốt là người ta thư giãn. Thấy không? Người ta tu định niệm hơi thở là người ta nương hơi thở để nhiếp tâm, để an trú nó. Rồi người ta tu mà cái định chánh niệm tỉnh giác là đi kinh hành để phá không trần tùy niên. Mấy cái này đều là những khóa, những cái niệm ác của nó thôi. Nhưng mà thôi, cho nên khi mà chúng ta qua tứ chứng cần để ngăn ái diệt ác thì nó đã thuần thục cái tâm của mình, nó có vẻ bất động được rồi. Cho nên mình ở trên tứ chứng cần để thỉnh thoảng lâu lâu vậy nó có một niệm xẹt vô, mình quá thức tỉnh rồi. Nếu còn cái người mới tu chưa tỉnh, nó vô nó ngồi nó lâu cả đoạn thời gian ấy chứ. Dạ. Nó suy nghĩ nó kéo dài lắm. Con bày thầy, nhưng mà những cái niệm đấy thì dù nó có niệm một chút đi chăng nữa thì con cứ xét thấy rằng là trong tổng thời gian như vậy thì không có niệm nào là những cái niệm mà thuộc về nhớ nhung về ngoại cảnh hay ở đâu cả. Nó chỉ là trong nội tâm thôi. Tức là con cho rằng nó là cái bày thầy là cái thói quen của cái tâm nó coi như nó khởi niệm, đó là cái thói quen chứ còn hoạt động của nó thôi. Còn nhớ thương hoặc thèm cái gì đi đâu thì không có nữa. Không có. Thì trước khi vào tu thì con đã xác định chuẩn bị một cái tinh thần rồi. Con nói cái đó đúng rồi, bởi vì khi mà con nhớ nhung cái này ha, hoặc là thèm muốn cái kia, đó là cái thô. Trước khi vào tu ấy là đã không có cái đó rồi. Trước khi vào nhập thất là đã không có. Hay nói cái khác là cắt hết các cái duyên mà không còn vay nợ gì ai, hứa hẹn gì mà một điều nào gì cả. Mình xả. Trước khi tu tập ấy là phải chuẩn bị một tinh thần là không vướng mắc cái gì, và phải tránh cái gì, phải giấu cái gì. Cái đó là cái xả. Thì khi vào tu tập nó mới dễ thôi. Còn thì đó là mình xả. Chứ còn con mà chưa chịu xả mà con vô tu á, nó lôi con nghĩ ngợi tùm lum hết, nó tu được, nhất không được. Con vô tu không được. Tức là con muốn vào thất để mà tu là con phải cắt các duyên bên ngoài, con phải xả hết. Thực sự mà không lương luyến á. Chứ sao? Dạ. Mình đã quyết có một hướng đi tu rồi mà còn cắt mà kêu cắt mà còn để phân nửa đó thì nó lâu chết được. Dạ. Được. Cho nên mình bỏ là bỏ sạch. Rồi do đó vô tu nó mới có nhiếp tâm, nó mới trú được. Rồi còn vậy mà cái tâm niệm của mình nó còn hoạt động chứ không phải là hết hoạt động. Dạ. Bởi vì cái đầu nó không có chịu ngồi yên đâu. Dạ. Nó khởi niệm, nhưng mà cái niệm đó nó không có nhầm cái dục, cái sân, cái si, cái phiền não, cái thương ghét của nó nữa. Nhưng mà mình thấy nó luôn hoạt động, nó luôn hoạt động vào sự cảm nhận rồi đi thầy. Nó lẽ đương nhiên nó phải nhận thôi. Thì nó luôn bằng sự tác ý rồi, bằng sự cảm nhận rồi đi thầy. Nó hoạt động ở đấy, còn nếu không hoạt động ở đấy thì nó sẽ hoạt động cái thế gian rồi. Thì lẽ đương nhiên. Chứ bây giờ nó đang ở trên cái pháp, coi như giống như là nó tác ý ra đó. Nhưng mà có điều kiện là
sau này khi bước ở bước vào ở bên cái tiếng này tí là nó không có quyền tác ý nữa. Dạ. Nó không có niệm nữa. Thì như vậy nó mới là bất động. Dạ. Hoàn toàn nó mới vô sự. Chứ còn nó tác ý là nó hữu sự rồi. Dạ. Mặc dù là con muốn, bây giờ con muốn tác ý trong đầu, con muốn tác ý, đó là con cũng bị hữu sự rồi. Nó là có vô sự được. Dạ. Bởi vì cái niệm của mình niệm ra mà. Mình niệm ra, ví dụ như bây giờ mình nhắc tâm bất động thanh thản lại vô sự, đó là con bị cái niệm tác động rồi. Thì tứ niệm tứ mình không có xài nó được. Dạ. Dạ. Làm cho nó bất động luôn luôn, nó hoàn toàn nó yên lặng, cái đầu này nó không có khởi ra được cái gì. Mà nó không khởi ra được, mà nó ở trong cái trạng thái này mà nó không bị chết cái trạng thái tưởng, thì nó mới chánh đạo. Nó chứ còn nếu mà nó ở trong đó là bắt đầu cái trạng thái tưởng con á, nó vô đó nó tỉnh bơ, nó tỉnh mà tỉnh theo kiểu tưởng của con, chừng mà con xả ra thì con thấy sao mình tỉnh, cái sự thật ra nó ở trong tưởng. Cho nên có nhiều người nhập định mà định tưởng, họ coi như họ rất tỉnh, họ có hôn càng tự nhiên, nhưng mà họ chưa phải phá hết tâm tư của họ. Dạ. Thành ra nó sai quá. Cho nên vì vậy mà người ta biết cái người đó tu ở cái pháp nào và cái tâm họ ở chỗ nào, họ xả được cái gì. Cũng như bây giờ con trình bày đó, con xả được cái gì và con đang ở chỗ nào và cái sự hoạt động của tâm con nó ở đâu, người ta biết. Người ta biết cho nên người ta thấy là bây giờ cái sức lực của con bây giờ chỉ có bắt đầu khởi sự bắt đầu thì con vô 30 phút hoàn toàn ở trên tứ niệm xứ, nghĩa là không phóng niệm nào hết. Chứ mà còn phóng niệm thì chưa được. Đó. Rồi bắt đầu bây giờ con tu một tháng mày chạy 30 phút đấy là chỉ tác ý một câu thôi, một câu đầu một lần thôi, một lần mà thôi, không có hai lần thôi. Dạ vâng. Đó. Đấy. Thì bắt đầu 30 phút trước, rồi sau 30 phút nó xả ra. Dạ. Rồi ngồi chơi tu tí chứng cành. Dạ. Có niệm xả, không niệm thì ngồi bất động thanh thản chơi đó thôi. Dạ vâng. Gần như là suốt ngày chẳng tu gì cả thế. Không tu gì hết. Con trời nói là tứ chứng cành đó mà. Nhưng lúc bây giờ nhà nó thề. Thì lẽ đương nhiên là cái người đó nhà chứ. Mới tu khổ thế này. Đục no nắng rồi là đúng như phải chạy không ấy, tôi đi chạy lại không biết mình tu được hay không nữa, lo lắng cái thứ này, lo lắng đủ thứ, thức dậy cái là hoảng rồi. Nhớ đủ thứ. Còn bây giờ mà nó vô được tứ niệm là nó nhàn thề, nhàn dần thoát khỏi một cái sự vận động ấy. Nó đâu có, nó không có làm gì hết à. Và không có thấy, không có gì bỏ buộc mà, nó không có gì ràng buộc, không có gì đó. Đúng rồi, không có gì bỏ buộc hết mà. Cho nên là con là phải bây giờ phải kiểm tra lại để cho bước sang một cái giai đoạn mới để mà tu tập tứ niệm xứ. Có vậy thôi, có gì hết, thầy đọc đây thầy biết rồi. Dạ. Có vậy. Bây giờ chỉ cần tập cho nhuần nhuyễn để cho mình biết cái trạng thái tứ niệm xứ của mình trong vài ba hôm, rồi về đó mới về cái khu vực mà thanh tịnh, con mới ở trên tứ niệm xứ, tập dần dần tăng lên trên tứ niệm xứ. Còn hễ mà có cái niệm xẹt ra là con biết là mình đã trở về tứ chánh căn. Còn không có niệm là biết là ở trên tứ niệm xứ. Mà có cái trạng thái nào mà nó kỳ lạ mà nó hiện ra thì mau gọi điện thoại về cho thầy, chứ còn không khéo thì coi chừng ma nó dẫn đi luôn. Nó ở trong cái trạng thái đó chứ nó có nhiều cái thứ tưởng lắm. Vậy thì con không bị tệ, bởi vì là không có, bởi vì là con tức là con thấy rằng nó khó nhất là nhận ra được cái cách thức mà cảm nhận sự tỉnh thức ấy, khó nhất là đấy. Và khi được như thế rồi thì con bày thầy là lần đầu tiên con tu tập ấy, thì con bày thầy là con ngồi khi nhận được ra rồi thì sau buổi sáng ấy, buổi chiều thì con ngồi nửa tiếng ngồi yên, ngồi yên chơi này và tác ý là phải tỉnh thức. Được, con nói cái trạng thái của con đó, cảm nhận đó. Dạ. Cảm nhận tức là nó hiện ra cái tướng tỉnh thức của nó đây. Dạ. Chứ còn nó chưa hiện ra tướng tỉnh thức, con cảm nhận chút nó quên mất à. Dạ. Cái cảm nhận của con thì ai cũng có, nhưng mà lúc nó quên. Còn khi mà có cái sức tỉnh thức rồi đó, nó không quên. Bởi vì mình tỉnh thức rồi, cho nên cái cảm nhận nó liên tục. Cái gì xảy ra nó ở tinh thần con cảm nhận hết. Dạ. Nó cảm nhận cái hơi thở rất là rõ ràng, cụ thể, chứ nó không phải là cảm nhận một cách lờ mờ. Bởi vì đó là cái sức tỉnh đó mà, tỉnh thức mà. Vậy thầy, khi con tu tập nếu mà tâm mà mỏi mệt hoặc thân mà mệt ấy, là con nghi ngờ ngay là con phải, một là phải tu ít lại hoặc phải xem lại chứ. Có một vấn đề gì nào về thân tâm mà đấy nó không được bất an thế thầy, thì lẽ đương nhiên là nó sẽ cảm nhận được. Dạ. nó sẽ báo cho mình biết được, biết bởi vì cái sức tỉnh thức rồi.
cho nên thân tâm con có cái gì là nó sẽ báo cho con hết, nó cảm nhận, nó biết hết à. Vừa rồi con nghe thầy nói, ý con nói rằng là con không có ngồi chui hơi thở, cái này đâu có đúng rồi, con trên đây là không có sợ bị tưởng này. Không, không phải con, ở trong cái trạng thái mà nó bất động thanh tạng an lạc vô sự đó, nếu mà không khéo nó cũng hiện ra những cái trạng thái tưởng. Con là vì con cái tưởng của con nó không có đó, chứ còn cái tưởng của con mà nó hoạt động là con cũng bị dính á. Còn cái người mà ức chế là cái người tập tưởng, dùng cái hơi thở hoặc là dùng những cái phương pháp mà ức chế cái tâm của mình để cho cái ý thức của mình nó không hoạt động đó, thì cái tưởng nó sẽ xuất hiện ở trên cái phương pháp đó. Còn bây giờ đây là cái chỗ trạng thái bất động tâm thôi, cho nên nó không có xuất hiện, nó không xuất hiện. Nhưng mà nếu mà kéo dài cái trạng thái này ra thì cái thứ nhất là bị hôn trầm tự nhiên. Cái thứ hai, nếu mà kéo dài trạng thái này ra mà nó không phải ở trên tứ niệm xứ, nó không có những cái niệm gì khác hết á, thì mà nó không ở trên tứ niệm xứ thì mình không biết cái tứ niệm xứ nó phải như thế nào. Thì vậy mà nó xuất hiện bản cái năng lực của giác chi, mà không ngờ nó đúng bản năng lực giác chi, hay hoặc là nó sẽ xuất hiện bản cái lực tưởng đó. Cho nên ở trên tứ niệm xứ người ta tu kéo dài cái trạng thái bất động thanh tạng là vô sự này, nó không một niệm gì hết, bỗng dưng cái thân này khi mà nó không niệm á là nó định giác chi rồi, cái nó không phải là thường, mà hãy có định giác chi thì nó phải có khinh an giác chi, nó làm cho cái thân của mình nó an ổn lắm, nó khinh an giác chi rồi hỷ giác chi, nó có cái quan hỷ ở trong cái sự tu tập đó, nó có hỷ giác chi, mà hỷ giác chi thì cái niệm giác chi là cái thức tỉnh nó rõ ràng, nó không có mất cái niệm của nó, nó là niệm giác chi, nó lần lượt nó phải trên tứ niệm xứ nó phải xuất hiện mấy cái giác chi này thôi, bởi vì bãi giác chi là món ăn của tứ niệm xứ, cái thực phẩm của tứ niệm xứ nó ăn ở trên tứ niệm xứ, nó ăn ở trên bãi giác chi. Hãy muốn ăn thì phải có cái thực phẩm nó hiện ra chứ gì, cho nên nó gọi là món ăn của tứ niệm xứ là bãi giác chi, mà mình ở trên tứ niệm xứ thì nó mới xuất hiện ra, do đó cái gì xuất hiện ra mình biết, thì do đó thì mình không bị lạc vào trong những trạng thái tưởng. Chứ không phải là cái người mà tu nhiếp hơi thở nó mới có trạng thái tưởng, không phải, mà cái người mà tu tứ niệm xứ nó bãi năng lực của giác chi nó xuất hiện đúng cách của nó thì nó là bãi năng lực giác chi, mà nó xuất hiện không đúng cách đó, thì nó không phải là bãi năng lực giác chi. Thì trong lúc đó mà con thấy nó còn niệm xẹt mà nó xuất hiện bãi giác chi này là bãi giác chi tà chứ không phải xẹt chánh. Còn cái của tứ niệm xứ người ta không niệm cho nên nó phải xuất hiện như vậy. Còn con còn có niệm lâu lâu vậy đó, 1 giờ 2 giờ nó có niệm biết nó rõ ràng, thì cái này nó còn nằm ở trên tứ niệm xứ, mà tứ niệm xứ thì không có quyền được tăng lên cái thời gian dài như vậy. Mà ở trên tứ niệm xứ mà còn tăng cái thời gian dài thì coi chừng nó không phải là bãi năng lực giác chi, mà nó là bãi cái năng lực của tưởng nó xuất hiện ra. Con chạy đâu cũng không khỏi nó, nếu mà con ở trên tứ niệm xứ con tu rồi thì con sẽ thấy nó. Nên nó nhiều khi nó làm cho con thích thú, nó nhiều khi nó làm cho con hoan hỷ trên cái sự tu của mình, nhưng mà nó không phải vì nó còn niệm. Khi mà nó còn niệm xẹt con cái vậy con biết, nhưng mà nó còn niệm là người ta biết rằng con sẽ không vào tứ niệm xứ được. Chỉ có tứ niệm xứ là không niệm nó mới là bản năng lực giác chi nó hiện ra. Còn mà còn niệm một chút niệm, bây giờ ví dụ như 2 tiếng hay 3 tiếng mà còn cái niệm xẹt con vô, mặc dù cái niệm đó nó không phải là niệm ác, niệm đó toàn là cái niệm thiện đi, cũng như là con tắc ý đi, thì nó cũng không được, nó cũng vẫn bị những cái trạng thái tưởng nó sẽ xen vô đó. Bởi vì cái trạng thái ý thức của chúng ta nó gần như là ý thức nó không làm việc mà nó không có niệm nữa mà. Mà bây giờ nó đang ở trong yên lặng thì cái tưởng nó dễ hoạt động, cái tưởng nó dễ hoạt động, nó tức là nó hiện cái tướng tưởng nó ra dễ, bị ý thức nó làm việc thì cái tưởng nó không làm việc. Cũng như con thức thì không bao giờ chim bao, mà con ngủ cũng mới có chim bao, mà chim bao là trạng thái tưởng. Người bình thường thì nó hiện tướng vậy, mà bây giờ ý thức con bây giờ nó không hoạt động nữa, nó không nghĩ gì hết, thì coi chừng tưởng nó chen vô nó làm việc, con cũng thấy nó tỉnh, con cũng biết rõ ràng vậy, nhưng mà cái tưởng biết chứ đâu phải là ý thức. Ý thức nó bị chìm mất rồi. Cho nên người ta ở trên tứ niệm xứ thì nhờ những cái năng lực bãi giác chi đó, nó xuất hiện ra. Cho nên vì vậy mà nó không bị những cái tưởng nó xen vô được, vì cái ý thức nó xuất hiện ra.
cái ý thức nó ở trên trí niệm chứ, nó xuất hiện ra cái năng lực của nó là bảy cái giác chi. Bảy giác chi là bảy năng lực của ý thức chứ không phải là bảy năng lực của tưởng thức. Ở đây thầy dạy rất kỹ kỹ cái vấn đề này, bởi vì cái số người người ta sẽ đi tới mà bảy cái năng lực giác chi nó xuất hiện đủ là nó tứ thần túc rồi. À, muốn dù không nó cũng phải tới thôi chứ làm sao, bởi vì con đường đó nó phải vậy à. Còn giờ không muốn tứ thần túc nó cũng có, bởi vì con vô tứ niệm xứ rồi thì năng lực bảy giác chi nó phải xuất hiện, những giác chi nó phải xuất hiện này, kinh an giác chi phải xuất hiện này, thủy giác chi nó phải xuất hiện này. Nó không làm sao mà cấm nó được, bởi vì cái trạng thái bất động của nó không niệm thì nó phải xuất hiện thôi. Mà nó xuất hiện thì nó mới thành cái tứ thần túc, nó mới bốn cái được như thần. Bạch thầy ạ, thế con hiểu này có đúng không thầy? Tức là khi mà nó không muốn đi lại nữa, tức là khi mà nó không muốn lại nữa thì chứng tỏ cái nội tâm nó an trú rồi thầy ạ. Nó chỉ muốn mà nó muốn ngồi yên một chỗ ấy, thì mà đến lúc tự nó muốn ngồi yên một chỗ rồi mà nó không phải mệt, không cần phải đi lại để thay đổi tư thế cho thân nó thư giãn ấy, ngồi yên một chỗ mà vẫn thấy thoải mái dù là ngồi mấy tiếng ấy, thì con bày thầy cho nghĩ đến lúc đấy thì chắc chắn ngồi yên một chỗ mà không động đậy thì nó sẽ thấy hơi thở. À lẽ đương nhiên cái đó. Và lúc đấy mới là lúc tôi hơi thở đúng không thầy? Không phải, cái lúc đó làm cái tâm nó định trên hơi thở chứ không phải tôi hơi thở. Dạ, vâng. Vâng đúng là định hơi thở. Bởi vì con bày thầy là khi mà nhưng mà nếu mà ánh mắt hoặc là chân tay động thì nó theo hành động bên ngoài, còn nếu mà yên thông thoát như này rồi không cần ngồi kiết già ngồi tự nhiên thôi, nhưng mà không động đậy một cái hành động nào bên ngoài thân cả thì tự nhiên nó sẽ hơi thở. Đúng rồi, nó định trên hơi thở nhưng mình không bám theo. Không, mình không bám theo. Dạ. À, ví dụ như bây giờ con thấy bây giờ con ngồi yên con không động đậy gì, có nhiều lúc như thế này thì con thấy nó biết hơi thở ra vô. Dạ. Mà con đưa cánh tay ra nó biết cánh tay, nó không có lưu ý hơi thở đâu, nó dạ, không có chuyên ở trong cái hơi thở này. Dạ. Nó biết cái chân nó phải đẩy cái thô trước. Cái đó là nó định nó trên cái thân hành rồi. Nhưng mà định trên thân á. Nhưng mà để mà phải đến tự đến lúc nào đấy mà cái sự an trú ấy mà nó không muốn đi lại nữa, mà nó chỉ cần ngồi thôi, ngồi chơi thôi. Mà nó không mỏi mệt. Thì bây giờ đến lúc ấy là lúc mà nó định trên thân. Dạ. Không có gì hết. Lúc bây giờ là nó đã quay vô rồi, cái tâm nó quay vô, nó định trên thân nó rồi. Thì nó định trên thân tức là nó quán thân nó rồi. Đó là bắt đầu mà lúc bây giờ đó mới thật sự là tu tiến niệm xứ đó. Dạ. Còn bây giờ khi mà ở trạng thái tỉnh thức mà tư duy thì thấy nó vỡ lẽ nhiều thứ. À, cái lẽ đương nhiên là nó ở trong cái trạng thái bất động thì nó sẽ có những cái trí tuệ, nó sẽ quán sát tuệ giác chi mà con. Dạ. Nên quán sát chứ dở lẽ là con đã hiểu nhiều cái. Dạ. Những gì mà thầy dạy trước không là không hiểu đấy. Khi nhớ lại là bây giờ tự nhiên nó nhớ lại thôi. Chứ bình thường không có nhớ và hiểu hết. Vẫn ý từng lời dạy của thầy và từng giới luật, từng giới luật. Hồi đầu thầy dạy thì mấy con không hiểu. Không hiểu. Nhưng mà khi mà vào được cái trạng thái đó rồi đó, thì cái tuệ giác chi nó xuất hiện ra. Nó xuất hiện là cái bắt đầu con thấy dễ hiểu. Bây giờ nhớ lại cũng hiểu. Tức là nó dở lẻ ra đấy. Rồi ông bày thầy ví dụ như dạy về y như thế hạnh là thứ nhất là để cho cái phong cách của người tu hành nó đẹp, nó đúng cái đạo đức của người tu. Cái thứ hai là trở về với y tế. Mà trở về với y tế thì trở về với tỉnh thức mới dễ được. Đúng vậy. Có phải không? Đúng vậy đó. Nó là hai lợi ích. Nó có nó. Cho nên tất cả y như thế hạnh của càng nhiều càng tốt. Nhỉ? Đó nó. Những người chưa tu được thì thấy khó chịu. Mà người tu không được thì tu tỉnh thức khó lắm. Khó lắm. À đúng vậy. Dạ. Cái quan nghi tế hạnh của người tu được đó, thì nó lại dễ chịu. Dạ. Mà cái người mà tu chưa được á, quan nghi tế hạnh coi như bị khép họ luôn. Dạ. Nó không có theo cái hành động mà thói quen họ dục trà. Dạ. Nó tế hạnh của nó rồi. Còn cái bản chất của họ từ lâu tới giờ nó dục trà đi ào ào chứ. Còn này khi dạ. mà nó vậy nó đi nó, cái tế hạnh của nó đi trở về với cái vi tế nhẹ nhàng của nó không có vội vàng, nó không có hốt tốc. Dạ. Nó trở về tự nó khi mà người tu được là tự nó cũng điều chỉnh được cái quan nghi tế hạnh nó cũng rất nhiều. Dạ. Mà nếu mà mình biết được thì nó lại càng tốt hơn. Dạ. Chứ nó tự nó chỉnh mình, khi mà con tu được rồi con không có dục chặt, con dạ. không đi ào ào đó. Dạ, vâng. Tự nó hướng dẫn cho cái thân của mình đi một cách là nhẹ nhàng khoan thai.
Dạ. Tử nó đi hai trăm mà đi lãng những khác. Đầu tiên tu tập thì có thể phải giữ cẩn thận rồi cẩn thận, cẩn thận dè dặt từng hành động, từ ăn, từ dùng miếng cơm phải đưa vào phải tỉnh thức. Nhưng sau này thì có mày này là cứ để tự nhiên làm theo thói quen của thân và vẫn biết như thế. Nhưng mà chứ mà mình trước mình chạy theo từng miếng cơm thì tự nhiên vọng tưởng nó cũng vào ngay rồi ạ. Đúng vậy. Cho nên là mình để tự nhiên theo thân và luôn luôn có một cái sự như kiểu một cái sự nhận biết. Nhận biết có ý của sự, sự gọi là sự tỉnh thức hết đấy, tỉnh thức. Thì không sao cả, muốn làm gì cũng được hết rồi nhỉ. Đúng vậy, mà luôn lúc nào nó cũng tỉnh thức. Tại vì nó tỉnh thức rồi. Còn cái mà hiện bây giờ mình chưa tỉnh thức thì mình phải tu tập, cho nên tu trong các hành động. Tập tu, nhưng mà tập tu trong các hành động thì có lúc nhớ lúc quên. Nó chưa phải là người tỉnh thức. Còn cái người tỉnh thức rồi thì không cần nhắc, không cần tu, nó ăn thì nó cũng biết từ cái này kia, nó làm một cách rất điều đặn của nó, rõ ràng cụ thể, mà những cái hành động của nó rất là nhẹ nhàng êm dịu. Nó không có hút tóc, nó không có thô tháo. Nó thô tháo còn biết nó cầm cái dao mà nó cắt nó chẻ cái này kia, đổ tháo, nó múc cơm lên đổ tháo, còn không có, tự động nó rồi, nó múc cơm rất là gọn gàng, nó bỏ miệng rất gọn gàng. Nó có quay nghi tới hạnh từ cái ăn uống của nó. Có nhiều người ngồi ăn mà tắt chài không biết gì, đổ nước tùm lum ra, nó thầy đồng mới biết mấy người này là thiếu quay nghi tới hạnh. Người mà mới tu tập đó thì người ta gò bó, người ta làm cho nó nhẹ nhàng, nhưng mà cái khéo léo của họ nó không bằng cái người đã tu. Dạ. Không, con nói thì đúng rồi, lẽ đương nhiên mà cái người mà tu tỉnh thức rồi nó khác. Dạ. Nó đã đạt được cái trạng thái tỉnh thức. Nó cũng như bây giờ đó, ví dụ như con bây giờ con tu mà con giữ gìn được cái tâm bất động, thanh thản, an lạc như tự rồi. Người từ 30 phút đến 1 giờ mà luôn luôn nó bất động, nó không có một niệm gì cả. Nó thay đổi toàn bộ thân tâm con chứ đâu phải là nó không thay đổi đâu. Dạ. Nó bởi vì tu tập còn theo Phật pháp, và tu tập là nó sửa mình lại tất cả những cái thân và tâm nó đều nó sửa lại hết. Tự nó uống nắng nó sửa nó thành ra nó trở thành mình tốt lắm, không có gì. Cho nên bây giờ con bây giờ chỉ cần mà phải chuẩn bị cho con vào cái tứ niệm xứ để mà tu tập, cho biết cách tu tập trên tứ niệm xứ. Rồi xả ra thì ở trên tứ chánh cần xả, chứ không phải là nhiếp tâm an trú như các thầy trong đó. Nói cái chú Kim Quang là thầy dạy từ cái tứ chánh cần mà ngăn áo diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, để chú này chú tu rồi ít hơn rồi thầy được rồi, thầy khép chú vô tứ niệm xứ chú tu, thì coi như là hoàn toàn là chú ở trên tứ niệm xứ, chú đi vào tứ thánh định một cách rất dễ dàng, không có khó khăn. Đó là cách thức tu. Con bây giờ là từ lâu đến giờ cũng nỗ lực tu dữ lắm thôi, chứ còn nếu mà tu lơ mơ thì giờ thì đừng có nói chuyện mà đạt được cái trạng thái nhiếp tâm là an trú như vậy đâu. Nó được khó lắm chứ không phải dễ đâu thầy nói. Hoặc con thấy con đấy khó là chỗ là nhận ra được cái cách thức giữ tâm thiền thức đấy. Đó vậy đó, chứ còn nói là kéo dài ra thì cố gắng có mấy thì không lâu rồi nhỉ. Nãy đương nhiên là mình biết cách rồi. Biết cách thì mới nào biết cách, còn cách tăng lên cái thời gian mà đã biết cách rồi thì tăng được thời gian nó phải dễ thôi, nó đâu có gì. Mình vừa giữ cái sức của mình phải không? Chứ mình không có tăng quá cái sức của mình, vì tăng quá cái sức của mình là mình làm không được. Dạ. Vậy thôi, vì mình biết cách nhiếp tâm, mình biết cách tỉnh thức rồi, cho nên giờ cái biết cách đó, bởi vì dạy cho quý thầy là để cho quý thầy nhận ra được cái cách thức. Thôi bây giờ thì như vậy là con yên tâm để về tập kỹ lưỡng trở lại coi thứ coi trong vòng mấy ngày ở đây rồi sẽ báo cáo lại thầy. Dạ. Từ cái chỗ mà chuẩn bị cho tứ niệm xứ trong cái thời gian 30 phút của mình, ngắn nhất 30 phút của mình, không hoàn toàn không niệm, rồi khi xả ra thì ở trên tứ chánh cần ngăn án diệt ác sinh thiền tăng trưởng thiện. Tức là mày thầy tức là 30 phút một. À 30 phút là ngồi không ngồi tự nhiên như thế này, ngồi tự nhiên. Dạ, mà không niệm xong lại xả ra khoảng 30 phút bao nhiêu lâu thì lại rồi con xả ra. Thí dụ như con tu 30 phút ở trong tứ niệm xứ thì con xả ra 1 giờ con ngồi tu tứ chánh cần, rồi sau tứ chánh cần rồi nó coi như là con trở lại tứ niệm xứ tu 30 phút nữa, cứ như vậy thôi. Rồi báo cáo tình hình cái sự trạng thái tu như thế nào, để rồi bây giờ nó thầy mới thấy nó thuận thục rồi mới tăng nó lên ở trên tứ niệm xứ. Chứ còn cái tứ chánh cần là coi như cái pháp mình thư giãn này, thư giãn nghỉ đó. Yeah. Nghỉ ở trên tứ chánh cần,
để khi mà trên tiếng chứng cần con có niệm gì con cũng có đi dùng cái tri kiến con, đi dùng cái sự hiểu biết con, con quán xét hay bật dùng pháp như lý tác ý mà trả nó thôi. Dạ. Ừ. Thầy con xin thầy bày tỏ thêm một chút với thầy. Trong bài thầy làm ở ngoài đảo ấy thì cái sức lạnh của núi đá xanh này và cái đồi chập ấy ngồi vạ vật ở bất cả mọi chỗ này, ngồi không phải là để ngắm cảnh mà mình không có liên quan đến cảnh thế, nhưng mà cái khí hậu này, cái khí hậu và mọi thứ nó làm cho mình làm nó làm cho con người là không khái niệm đêm ngày đấy, tức là không thấy đêm ngày, tức là con không sáng không mong đến trưa và không mong chiều tối, không liên quan đến chuyện đấy mà chỉ biết an trú tâm thôi. Tức là cái có thể cái không gian đấy thế, nó làm cho cái tinh tấn của mình và cái nhất tâm thể nó à, cái đó là nó cái không gian và cái thời gian ở nơi đó, cái vị trí đó đó, cái không gian ở đó đó, nó phù hợp với cái sự nhiếp tâm của mình, mà coi như nó không có để cho cái tâm mình bị chạy theo với cái thời gian sáng trưa chiều tối, rặng cả đêm cũng không có cảm giác nào mà là no đến giờ đi ngủ hay là sao không ạ, thấy nó doanh ngày rồi. Ừ. Thì đó là nó tốt chứ không sao đâu. Dạ. Vậy thì, là cái nơi đó cũng rất là cái nơi đó rất tốt. Dạ. Cái hầu đó là rất tốt chứ không có đến đâu vậy. Làm cho mình tăng, tức là cái nội lực, cái kiểu cái chi phí đấy. Ừ. Cái chi phí mà thấy là không tức là hoạt động 24/24 được cái thầy. Ừ. Mà không biết mệt mệt đấy thầy, bởi vì cái khí hậu ở đó, cái vùng đó nó có một cái khí hậu nó không có lạnh quá mà nó cũng không có nóng nực quá. Dạ. Chứ còn cái khí hậu mà ở tỉnh Tây Ninh này là nó khắc nghiệt. Dạ. Nó khắc nghiệt cho nên những người tu rất khó. Dạ. Nó bị mệt, mỏi mệt nhiều. Dạ. Như khí hậu của tỉnh Tây Ninh. Nhưng mà là như khi mà tâm an trú được rồi thì thời gian không gian hay là thời tiết thì đều không chi phối được, mà ở nơi tu tập được thì càng cần những cái đấy để thả tâm thôi nhỉ. Đúng rồi, thì bởi vì ví dụ như bây giờ cái thời tiết của cái Tây Ninh nó khắc nghiệt, nhưng mà cái người mà nhiếp tâm được mà an trú được rồi ở trên tứ niệm xứ thì đấy nó họ có ra gì. Dạ. Nó đâu có, bây giờ thầy nói trên cái xứ lạnh mà của Liên Xô đi nữa, dưới không độ mà đối với người mà nhiếp tâm và an trú được rồi thì nó còn có lạnh. Dạ. Nhưng trái lại người mà nhiếp tâm được thì cống giò cống cẳng rét. Dạ. Đó là cái thực của Phật pháp mà, cái thực của Phật pháp. Dạ. Nó chuyển đổi được cái, nó thích nghi được cái thời tiết, cái không khí ở đó, nó thích nghi. Dạ. Còn cái người mà chưa thích nghi thì nó nóng nực thì họ thấy cảm thấy nóng nực. À, còn cái người mà tu được á thì nó thích nghi liền, cái cơ thể nó thích nghi, nên dạ, nó không có bị nóng lạnh. Dạ. Mà lúc bây giờ nó càng có nhiều cái chướng ấy thì nó càng là thích rồi nhỉ. À, đấy đương nhiên nó xả. Dạ. Càng có nhiều chướng thì nó càng xả nhanh được, thì tâm lực nó càng lớn thôi nhỉ. À, lẽ đương nhiên là trong lúc đó càng cái chướng nó bất động là nó xả rồi. Dạ. Nó xả rồi. Dạ, con mày thầy làm, con nghĩ đến thời điểm này thì nó cũng là thời điểm mà con khi mà chị con tâm có một phần là tu tập thì rất là vậy, thì về bên thầy nó mới cảm thấy là nó không có cái sự, bởi vì cái lòng từ ái của thầy, uy đức của thầy ấy, đối với chúng con thì con nghĩ rằng là không có ai sánh bằng được. Nhưng mà nhiều tu tập giới luật thì không có phạm cái gì cả, nhưng mà cảm giác cũng sợ sợ đấy, và từ cái sợ trở thành ức chế, mà ức chế thì bắt đầu tâm nó cũng hoảng loạn thế. Đó là lý do mà khi nó ức chế, khi mà không giữ ý thức cái là nó mà ức chế nó xen vào, không giữ ý thức một cái là bất cứ một cái nào pháp nào đó được xen vào, mà xen vào là nó chuyển dẫn lên là không giữ được. Ừ. Từ đó là lý do mà nhiều khi con nghĩ rằng bây giờ là không ai có thể nào vừa lòng được, cả Đức Phật không nào vừa lòng mình được. Nhưng khi mà tâm mình đã đi được Đức pháp thì một người kẻ thù của mình cũng làm vừa lòng mình, có đúng không? Là đúng vậy. Thế cho nên là chỉ có người học trò mà hiếu thận với thầy thì chỉ có khi tâm được nghĩa pháp mới thực sự là biết nghe lời thầy thôi. Đúng. Còn bình thường thì vẫn sợ, vẫn nể, vẫn tôn kính. Ừ. Nhưng mà vì họ bất lực thành họ chấp nhận một cái nỗi lầm, con biết điều đấy, phải con rất là biết điều đấy. Và tất con nghĩ rằng tất cả các thầy hay các cư sĩ cũng đều như thế, chứ những người đã về đây đã dám
sự gì diễn đạt lại được thì đều là những người mà cũng không phải bình thường lắm. Những người khó khăn trước cái sự tụ tập thì họ phải chịu, nhưng họ không quyết tâm bỏ tất cả thì tâm vẫn chưa lớn thôi. Đúng vậy đó, cứ bỏ tất cả mà xác định là sẽ chết thì sự tập nó sẽ, thì nghiệp nó sẽ sợ mình rồi. Đúng vậy, chứ mình không dám đổi mạng thì nó một mình thì còn tiếc một cái gì trên tôi, tiếc cái gì trên thân này, sợ ốm, sợ đau, sợ chết sóc, thì chính cái nó tấn công cái sợ đấy là mình học mình phải bảo thủ. Mà bảo thủ là chết. Mình thì không còn cái gì để mình sợ nữa, thì bắt đầu thì mình sẽ thắng tất cả. Đúng vậy đó, con nghĩ đó, bởi vì đó là từ cái chỗ mà tâm bất động nó ngộ ra được một cái lý. Lý mà thầy đã dạy với con từ lâu rồi, nhưng mà chẳng sợ gì hết, nhưng mà nói là một lẽ, nhưng mà mình đâu có xả được, mình đâu có đủ cái sức tỉnh mà đâu mình làm mình chẳng sợ. Cho nên hầu hết quý thầy về đây, quý thầy thật sự ra nó còn thôi đó, chứ chưa phải là xả hết đâu. Dạ, bây giờ thì con nghĩ thời thì chỉ có tu tập biết cách nhập tâm được ấy, an trú được thì mới dám về bên thầy đó. Đó là lý do mà thằng 10 năm qua con trôi giạt. Giá như ngày thì ở ngoài đảo, đại đảo mà khi ở Bạc Sổ đi ra đấy, mà sau mấy ngày, sau ngày thứ 6 tu tập thì con giữ tâm tỉnh thức mà trước đây con có trình bày với thầy đấy. Được 3 ngày trọn vẹn tỉnh thức, thì buổi tối hôm đấy là ngồi nghỉ mát ở dưới gốc đa đấy, ngồi dựa lưng và con mắt, tự nhiên mắt con nhìn một chỗ thì nhìn được có khoảng tầm 2 phút thôi, thì tự nhiên nó có một cái luồng, tức là tự nhiên cả người mắt lạnh lên. Người mắt lạnh và con vẫn tỉnh thức bình thường, vẫn nghe tiếng máy nổ ở dưới. Thế con mới thử nhắc vui vui là hơi thở và chậm nhẹ nữa đi. Thế tự nhiên nó kéo rúng người con xuống, kéo rúng người con xuống từ ở phần này xuống phần này và hơi thở chậm nhẹ. Thế con mừng quá, mừng quá thì nó mất khoảng 3-4 phút sau. Mình con đi, con bảo thôi đi lên lễ thầy, nếu phải lễ thầy đi đây mừng quá, nên xuống bảo tìm lại chẳng có gì nữa. Thì từ đấy đi thì con biết cách thức của tỉnh thức, và vì chính vì cái đó là lý do mà con không rời mỗi khi ra không được cái gì thì con cũng về đầu hàng chờ chết ở cái này thì cũng được, không ra khỏi thầy cãi lời thầy đâu, nhưng mà cứ vì ham phải tu tập bằng được tỉnh thức dài dài trong một ngày ấy, thì về sống bên thầy thì thấy nó còn có cái sự an lạc, chứ về bên thầy mà thấy nó khổ sở, xong rồi thấy nó điều hưu hay cái cô quạnh thì con cảm thấy con sợ như thế lắm. Con sợ thế mà như vậy là khổ tâm lắm. Thì chẳng thà là xa thầy nhưng vẫn giữ giới hạnh như thế và vẫn sống độc cư như vậy, vẫn sống như những gì thầy dạy mà sống còn về khắc nghiệt hơn ấy. Khắc nghiệt mà con đã từng ăn cơm chỉ có ăn không thôi, ăn 3 bát rồi con chỉ 2 bát, thậm chí con chỉ ăn 1 bát thôi. Con không dám ăn mà nó cũng không sao cả, và không dám làm những gì ở đây, còn được ăn cũng đầy đủ, ốm còn có thuốc hoặc là còn có nước. Chứ ở nơi con tu tập là không bằng, nhưng mà chỉ mong làm sao có được đủ chút những cái tâm an trú thì mới dám về bên thầy. Không biết các thầy khác thế nào, nhưng mà con thì con cứ nói con thầy không dám về bên thầy, mà một mặt thì lo rằng thầy diệt độ thì không biết như thế nào, mà con nghĩ do như thế. Thì thời gian nay con nghĩ là đến cái thời độ tuổi như này thì con cũng va chạm nhiều cuộc đời để biết được những đắng cay và bộ mặt thật của đắng cay rồi, thì đến khi con tu tập thì con không cần quán thì con cũng hiểu được sự đắng cay đó rồi đấy. Nó không còn cái gì nào bảo là mơ mộng khát khao về nữ sắc hay là về những cái danh cái lợi, cái danh tiếng rằng người ta tôn mình lên, hoặc những cái lợi nhuận thế này thế kia để bảo sở hữu cái này kia. Tất cả những thứ là con đều chán trường, con thấy bộ mặt thật của nó rồi thầy ạ. Thành ra khi tu tập con thấy không có cái gì bận tâm con cả, con gần như không còn tất cả những cái tình cảm. Khi ngày xưa ở bình thường ở bên ngoài thì không thấy thương ghét gì ai, nhưng khi vào tu tập thì toàn những niệm thương mọi người thôi. Đấy là những cái rất là khổ tâm, là những ác pháp thế này. Bình thường thì không có thương ai, nhưng mà khi tu tập cứ thương những người đấy, thiếu chỗ này với người kia, thì con biết rằng là cái sự đau khổ ác pháp kinh khủng thật, nó diễn ra từng giây phút mà mình không ai biết, không chế ngự biết bằng cách nào ấy. Thì chính là nhờ sức tỉnh thức và xả tâm. Thì đấy là mấu chốt sưu tập thầy ạ. Đúng vậy, thì con từ đó con đọc những gì thầy dạy, con đều thấy là mấu chốt chỉ có là một mấu chốt đó thôi, tỉnh thức để xả tâm. Không mấu chốt chỉ là ở lĩnh vực đấy. Thế thì có là đây chính là dạ
Vâng. Thầy có nói bao nhiêu đề tài thì cũng chỉ có mấu chốt đấy thôi. Thì bước đầu vào tu thì nó phải vậy thôi. Phải đi dục đi ác pháp. Dạ. Tức là phá tham chứ không còn được. Thì cũng bày tay là đến thời điểm này thì con nghĩ rằng tuổi con nó cũng chín chắn về mọi cái cả ngoài đời, cũng không còn cái gì ham ham hố hoặc là mơ hồ rồi đấy ạ. Thì còn đối với giáo phái đại thừa hay mật tông từ lâu con không quan hệ, không quan hệ gì với họ. Bởi vì con quan hệ chẳng lấy gì cho con, chẳng lấy cho họ cả. Đúng vậy. Thì con chỉ sống một mình thôi, và nhiều khi cũng nhiều điều tiếng là cái này khác, con không bận lòng cả. Con chỉ hướng về thầy thôi. Thì con nghĩ rằng là con không chung.